Mẹ bầu cần làm gì khi bị cúm? Mang thai chắc chắn khiến bạn có nhiều nguy cơ mắc các biến chứng nghiêm trọng hơn của bệnh cúm như viêm phổi. Trên thực tế, phụ nữ mang thai có nhiều khả năng phải nhập viện do biến chứng của cúm hơn phụ nữ không mang thai ở cùng độ tuổi. Sau đây là cách ngăn ngừa và điều trị nếu bạn bị bệnh để giữ an toàn cho cả bạn và bé yêu. 1. Đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt và giữ liên lạc chặt chẽ với bác sĩ của bạn. 2. Nghỉ ngơi nhiều. 3. Uống nhiều nước để làm dịu cơn đau họng và thay thế những gì đã mất do sốt. 4. Dùng thuốc kháng virus mà bác sĩ có thể kê đơn theo hướng dẫn của họ. 5. Ăn uống đầy đủ nhất có thể, tăng cường ăn nhiều thực phẩm chứa vitamin C tăng cường miễn dịch như cam, bưởi, kiwi, dứa, mâm xôi, quả mâm xôi, cà chua, cải xoăn, bông cải xanh và rau bina. Và thực phẩm giàu kẽm như thịt nạc đỏ, ức gà không da, ngũ cốc tăng cường, trứng, đậu gà, rau bina, bông cải xanh, cải xoăn và hạt bí ngô. 6. Uống vitamin trước khi sinh, cung cấp một liều vitamin C và kẽm an toàn cho thai kỳ bên cạnh folate, canxi và các chất dinh dưỡng khác mà bạn và con bạn cần. 7. Uống một vài thìa mật ong có thể làm dịu và thực sự giúp giảm ho cũng như thuốc giảm ho không kê đơn. 8. Tiêm phòng cúm. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh khuyến cáo tất cả các bà mẹ sắp sinh nên tiêm phòng cúm để giữ an toàn trong mùa cúm. Như một phần thưởng bổ sung, việc chủng phòng ngừa trong 3 tháng cuối của thai kỳ không chỉ bảo vệ bạn mà còn giúp bảo vệ em bé của bạn khỏi bệnh cúm trong vài tháng sau khi chào đời. Thuốc chủng ngừa cúm mang lại hiệu quả bảo vệ cao nhất nếu được tiêm trước mùa cúm hoặc sớm hơn trong thời gian đó, tốt nhất là vào cuối tháng 10. Hiện tại trên thế giới có vaccine chống cúm đường xịt qua mũi Flumist được khuyến cáo không dùng khi bạn đang mang thai hoặc cho con bú. Mặc dù nhiều loại thuốc bạn sử dụng trước khi mang thai hiện đã bị giới hạn, nhưng vẫn có một số loại thuốc an toàn để làm giảm các triệu chứng của bệnh cúm khi mang thai. 1. Thuốc kháng virus. Tamiflu và các loại thuốc kháng virus khác đều an toàn và quan trọng là phải dùng nếu đã được bác sĩ kê đơn. 2. Acetaminophen. Nếu bạn đang bị sốt hoặc bị đau nhức cơ thể hoặc đau đầu khó chịu, thường được coi là an toàn khi sử dụng các sản phẩm có chứa acetaminophen, chẳng hạn như Tylenol. Chỉ cần tham khảo lời khuyên của bác sĩ về liều lượng thích hợp. 3. Thuốc chữa ho, thuốc long đờm cũng như thuốc giảm ho không chứa codeine cũng như hầu hết các loại thuốc nhỏ trị ho được coi là an toàn trong thời kỳ mang thai. Nhưng hãy hỏi bác sĩ về việc chúng có phù hợp với bạn không và về liều lượng. 4. Một số loại thuốc xịt mũi. Hầu hết các loại thuốc xịt mũi đều có chứa steroid, đều có thể sử dụng trong thai kỳ. Nhưng hãy hỏi ý kiến bác sĩ về nhãn hiệu và liều lượng. Thuốc nhỏ và xịt nước muối sinh lý luôn an toàn để sử dụng khi bạn đang mong đợi và có thể giúp làm sạch và dưỡng ẩm cho mũi bị nghẹt. 5. Một số thuốc kháng histamine, binadryl và claritine thường được bật đèn xanh khi đang mang thai. Nhưng hãy nhớ kiểm tra với bác sĩ của bạn trước khi dùng chúng. Thuốc trị cúm cần tránh khi mang thai. Một số loại thuốc giảm đau như aspirin, ibuprofen hoặc naproxen không an toàn trong thai kỳ vì chúng có thể gây hại cho mẹ và con. Hầu hết các loại thuốc thông mũi nên tránh dùng thuốc thông mũi như Claritin D, Sudafed hoặc Dayquil. Một số loại thuốc thông mũi nhất định cũng sẽ lưu ý rằng nó chỉ an toàn để sử dụng sau quý 1 của thai kỳ và sử dụng với số lượng hạn chế. Tránh xa các loại thuốc xịt mũi không chứa steroid có chứa oxymetazoline như Advil trừ khi bác sĩ của bạn cho phép.